Dùng nước lã lau bàn thờ, sai lầm cực lớn khiến cho tán gia bại sản, tiền bạc đội nón ra đi. Vâng, hoan hỉ chào đón quý vị đã quay trở lại với chương trình Phong thủy Gia Cát. Quý vị thân mến, theo văn hóa tâm linh phương Đông thì bàn thờ là nơi hiện diện của thần linh. Đây không chỉ là nơi để thờ cúng tổ tiên mà còn là một trong những nơi giúp cho chúng ta thu hút thêm tài lộc, vận may và hồng phúc. Bởi vậy, việc dọn dẹp bàn thờ không phải là một công việc đơn giản. Hàng năm trước khi bước sang năm mới, các gia đình Việt thường có một nghi thức rất quan trọng, đó là lễ rửa bát hương và dọn dẹp bàn thờ. Theo Phật giáo, gọi là lễ bao sái. Và đây chính là dịp để gia chủ lau dọn bàn thờ, chuẩn bị đón một năm mới. Nhưng nếu vô tình phạm phải sai lầm khi dọn dẹp bàn thờ, gia chủ có thể rước họa vào thân, tán gia, bại sản, tự tay phá tan sự may mắn tốt lành của mình. Xin mời tất cả quý vị, chúng ta sẽ cùng theo dõi chương trình của Phong thủy Gia Cát ngày hôm nay để hiểu rõ hơn về vấn đề này. Dùng nước lã lau bàn thờ, sai lầm khiến tán gia, bại sản. Cách vệ sinh bàn thờ chuẩn nhất. 1. Thời gian tốt nhất để làm lễ bao sái. Theo giáo sư tiến sĩ Nguyễn Chí Bền, Ủy viên Hội đồng Di sản Văn hóa Quốc gia, Nguyên Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam, theo dân gian, việc dọn bát hương thường được tiến hành vào ngày 23 tháng Chạp hàng năm vào buổi sáng. Trước khi tiến hành, gia chủ sẽ thắp hương xin phép. Tất cả chân hương cả một năm nên được rút bớt, sau đó hóa cùng với tiền vàng. Tuy nhiên, ngày nay các gia đình thường bước vào kỳ nghỉ Tết từ ngày 27 tháng Chạp, nên gia chủ có thể tiến hành lau dọn bàn thờ tổ tiên vào ngày này hoặc 28 hay 9 tháng Chạp. Theo giáo sư Nguyễn Chí Bền, không nên để bát hương từ năm này qua năm khác. Khi lau dọn bát hương, chỉ nên để lại 3 chân hương. Với những bát hương của người đã mất nhưng chưa qua 3 năm, nếu là đàn ông thì để lại 7, còn nếu đàn bà thì để lại 9 chân hương. Bát hương quan thần linh tỉa hết, chỉ giữ lại 5 chân nhang. 2. Những bước tiến hành bao sái. Theo tiến sĩ Lê Xuân Phương, chuyên gia phong thủy, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Doanh nhân và Doanh nghiệp Đông Nam Á, trước khi bao sái, gia chủ nên tắm rửa sạch sẽ, mặc quần áo dài, mở rộng các cửa trong nhà, có thể chuẩn bị đĩa hoa quả tùy tâm. 10 bông cúc vàng chia làm 2 bình cắm hai bên, rượu trắng, một củ gừng cùng với vỏ giã nát và khăn sạch. Giã gừng rồi, đổ rượu vào ngâm khăn vào rượu ít nhất 30 ngày trước khi lau dọn, hoặc cũng có thể dùng nước ấm, không được dùng nước lạnh. Nếu nhà có ban thờ Phật, tượng Phật, ảnh Phật thì không được dùng rượu để lau mà nên dùng khăn ấm nước sạch và phải lau bàn thờ Phật trước, sau đó mới lau dọn bàn thờ gia tiên. Tiếp theo, gia chủ nên thắp một nén hương khấn xin phép gia tiên, các quan thần linh, thần tài để thông báo xin được dọn dẹp bàn thờ. 3. Văn khấn xin phép bao sái lau dọn, trích từ văn khấn cổ truyền, nhà xuất bản Văn hóa thông tin. Văn khấn như sau: Con Nam Mô A Di Đà Phật 3 lần, tín chủ tên là, cư ngụ tại địa chỉ, ngày hôm nay, tháng 5. Xét thấy bản thân mình chưa chu toàn cho nên để hương án bị bụi, xin thành tâm sám hối. Tín chủ xin kính cáo với các chư vị, tùy theo bàn thờ đó thờ thần linh, hộ pháp hay gia tiên, chọn được ngày lành tháng tốt hôm nay, xin phép tín chủ được sái tịnh để cho bàn thờ được trang nghiêm, thanh tịnh. Kính mong các chư vị chứng minh và gia hộ. Mong các vị độ cho con lau dọn được khang trang mỹ hảo, cho hương án được an chính vị, cho âm phần được an yên, cho gia cư được lạc thổ. Chúng con người trần mắt thịt, tội lỗi đầy thân, chỉ biết kính cẩn, thành tâm, nếu có si mê lầm lỡ, kính mong được tha thứ, bỏ quá đại xá cho, Xong, vái ba vái, đợi hương tàn thì bắt đầu dọn dẹp bàn thờ. Trước tiên, hạ các đồ muốn lau dọn xuống, lưu ý tuyệt đối không hạ hoặc di chuyển bát hương. Theo dân gian, nếu bát hương bị di chuyển sang hướng xấu, thậm chí có thể gây ra xui xẻo cho gia đình. Bên cạnh đó, chúng ta phải chuẩn bị một chiếc bàn được phủ tấm vải đỏ để đặt bài vị lên đó, chờ sau khi hương cháy hết mới được bắt đầu công việc. Nếu trên bàn thờ có cả bài vị của các vị thần Phật tổ tiên, phải lấy bài vị của thần Phật xuống trước và đặt ở phía cao hơn hoặc đặt ở hai nơi riêng biệt. Dùng khăn sạch sẽ đã ngâm rượu gừng lau toàn bộ các bàn thờ, sau đó dùng khăn khô lau lại. Sau khi lau bài vị xong mới đến phần dọn bát hương. Dân gian quan niệm nên dùng chiếc thìa nhỏ để xúc từng xúc cho ra ngoài, rồi mới lau sạch bát hương, không nên cầm bát hương đổ hết cho ra ngoài, theo người xưa như vậy rất dễ gây tán tài. Cuối cùng, đặt lại đồ thờ đúng vị trí, thay nước, thay chum gạo, muối nếu có và khấn xin thỉnh các ngài về báo cáo cho con đã xong việc. 4. Loại nước thiêng dùng để lau dọn dẹp bàn thờ. Đầu tiên cần phải làm trong việc bày trí bàn thờ, đó là phải giữ cho nó luôn sạch sẽ. Trước khi dọn dẹp, chúng ta phải tắm thật sạch sẽ, chuẩn bị một đĩa trái cây và thắp hương thông báo cho ông bà tổ tiên biết rằng mình sắp lau dọn bàn thờ để tránh gặp những điều kém may mắn. Đặc biệt, khi lau bài vị hay tượng thờ, phải dùng nước ấm chứ không được dùng nước lạnh. Có thể dùng rượu hòa với củ gừng hoặc tỏi đã giã nhỏ để lau cho bàn thờ. Vì theo dân gian lưu truyền, tỏi và gừng có công dụng trừ tà hiệu quả. Khi pha với rượu và dùng nó để lau bàn thờ sẽ giúp tẩy uế, đuổi sạch những điều xui xẻo của năm cũ và chào đón một năm mới đầy an khang, thịnh vượng. Bên cạnh đó, tỏi và gừng còn là những nguyên liệu tẩy vết bẩn hiệu quả, nên khi dùng để lau bài vị trong thờ tự sẽ giúp cho bàn thờ tự trắng sạch như mới. Ngoài ra, nước dùng để bao sái bàn thờ có thể là nước từ 5 thứ thảo dược, quế, hồi, đinh hương, gỗ, bạch đàn. Đun sôi cho kỹ những thảo dược đó với 1,5 lít nước để ấm, rồi dùng nước đó để lau rửa bàn thờ và đồ cúng. Nếu muốn thơm hơn thì đun lâu hơn cho nước đạt thêm hiệu quả đối với bàn thờ lớn hoặc là nhiều bàn thờ. 5. Những điều kiêng kỵ khi lau dọn, có nghĩa là bao sái bàn thờ. Di chuyển bát chân hương tùy tiện. Người xưa quan niệm rằng nếu di chuyển bát hương quá nhiều sẽ dễ chuyển sang hướng xấu, gây xui xẻo cho gia chủ. Điều này có nghĩa là lòng thành kính của bạn không được thần linh chứng giám, gây những điều thiếu may mắn và ảnh hưởng đến vận mệnh của gia chủ. Vì vậy, khi lau dọn bàn thờ, chúng ta chỉ nên lau bát hương sạch sẽ, không nên tự ý động chạm hoặc di chuyển, nếu có di chuyển phải làm đúng theo hướng dẫn trên. Tỉa và đổ chân hương sai cách. Khi hương đầy, người ta thường tỉa và đổ bớt chân hương. Việc này không hề đơn giản vì tỉa hương sai cách sẽ khiến cho tài lộc tiêu tán. Cách đúng nhất là khi tỉa chân hương tuyệt đối không được lấy ra hết mà phải để lại 3, 5 hoặc 7 chân, đặc biệt không được vứt chân hương bừa bãi, vì người xưa quan niệm như thế sẽ bị tán tài. Chân hương tỉa ra thường đốt và tất cả tro được thả xuống sông, hồ hoặc là nước bón cây, không nên đổ lung tung. Bên cạnh đó tuyệt đối không được bỏ chân hương ở những nơi bẩn thỉu, vì vậy sẽ làm phạm phải điều xấu. Sắp xếp đồ thờ Phật, thần linh gia tiên không đúng vị trí. Trước khi mang những đồ thờ xuống cọ rửa, cần phải nhớ thật kỹ vị trí để, sau đó sắp xếp lại cho đúng. Việc để cất đồ thờ cúng sai vị trí sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tài lộc của gia chủ. Tốt hơn là với cho bát hương cũ và đồ thờ cúng, muốn thay thế đồ mới thì phải thả đồ cũ ra sông hồ cho mát hoặc những nơi sạch sẽ, nếu không thì nên hóa những đồ vật đó, có nghĩa là đốt đi. Với bàn thờ cũ, cây nến cây hương tiện bằng gỗ, sơn son thiếp vàng cổ thì nên hóa đi chứ không nên vứt linh tinh, vừa phạm yếu tố tâm linh vừa gây ô nhiễm môi trường. Tuyệt đối không được làm đổ vỡ đồ thờ, vì đồ thờ cúng là những vật linh thiêng thể hiện sự trang trọng tôn kính với các vị thần linh và tổ tiên đã khuất. Theo quan niệm dân gian, nếu không cẩn thận làm đổ vỡ thì gia chủ sẽ gặp chuyện không may vì thiếu đi sự tôn trọng với người đã khuất. Thưa quý vị, ban thờ là nơi linh thiêng nhất trong căn nhà, là vị trí có vai trò quyết định đối với tài vận và hòa khí của cả gia đình. Nếu bạn để nơi này bừa bộn hoặc để những vật dụng không cần thiết ở đây thì đời sống vợ chồng, con cái, cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt, làm lụng mãi mà vẫn không khá lên được. Và ngược lại, nếu biết cách bài trí và lựa chọn các đồ vật thuận phong thủy, giàu ý nghĩa trên bàn thờ thì gia chủ sẽ luôn được bình an và may mắn. Quý vị hãy đặc biệt lưu ý nhé! Phong thủy Gia Cát sẽ chia sẻ ngay sau đây. Cách đặt từng đồ vật trên bàn thờ gia tiên mang tài lộc cho gia chủ. 1. Bát hương. Đồ vật quan trọng nhất của bàn thờ là bát hương. Nó được ví như ngôi nhà để cho các cụ trong gia đình đi về vậy. Bát hương trên bàn thờ có nhiều cách đặt và thờ khác nhau. Theo như thông thư gia bảo của Chi Phái Họ Nguyễn Chính Tộc, Hương Thôn Trà Khê, thì bát hương trên bàn thờ thường ứng với các số lẻ 3, 7, 12. Vì người sống trải qua sinh lão bệnh tử, sau khi mất đi thì ứng với quỷ, khốc, linh thính, tức là mất đi, hồn lìa khỏi xác và thành quỷ. Chết giờ tốt không bị hung thần và chết giờ xấu thì bị hung thần giữ xác. Sau khi chết đi, nhờ tiếng khóc, tức khóc, sự thờ cúng của con cháu mà thành linh thiêng, tức linh. và hết tuần 49 rồi đến 100 ngày vong sạch sẽ, sẽ được đưa vào chùa tụng kinh, nghe kinh mà cứu rỗi siêu thoát. Nên thỉnh bát hương cúng ứng với chữ như vậy. Bát hương nên mua đồ bát hương đẹp, bền mà có thổ, không nên dùng bát hương tàu, tối kỵ dùng bát hương màu vàng thờ gia tiên, vì màu vàng là màu hoàng đế, chỉ dùng để thờ quan thần hoặc các vị thời trước có tước vị trong hoàng tộc. Trong bát hương nên dùng cho sạch, đốt từ rơm rạ thơm phủ đầy lòng bát hương. Quan trọng nhất là trong bát hương đó chính là có cốt bát hương. Cốt bát hương bao gồm một túi giấy nhỏ có ghi tên tuổi, năm mất, nơi mất và những câu thần chú, cộng ngũ chỉ xác do thầy phù thủy thụ lý. Ý nghĩa của cốt bát hương giống như sổ đỏ của người trần giới. 2. Cây vàng khối. Cây vàng khối là vàng mã có đủ 5 màu dành cho bàn thờ gia tiên, nên dùng màu xanh đỏ mua về bọc băng dính lại cẩn thận. Băng dính màu trắng để thờ được lâu, và cây đặt bên trái bát hương tính theo hướng bàn thờ phải cao hơn cây bên phải, vì tả thanh long cây màu xanh, hữu bạch hổ. Người xưa có câu ca rằng, thà cho long cao ngàn trượng, chứ không để hổ ngẩng cao đầu. 3. Lọ lộc bình. Thường thì bàn thờ gia tiên có một lọ để cắm hoa vào ngày mùng 1 và ngày 15 âm lịch hàng tháng. Vào ngày thường lọ này để trống không nên người xưa gọi là độc bình. Ngày nay, người hiện đại mua hai lọ thờ đối xứng hai bên bàn thờ là không đúng. Nếu muốn mua hai lọ, chỉ để chơi trong nhà thì được, chứ không nên đặt lên trên bàn thờ. Lọ lộc bình thường được đặt bên tay trái, tức hướng đông theo quan niệm Đông Bình, Tây Quả. 4. Một số đồ vật theo phong thủy ngũ hành. Tùy theo kinh tế của gia chủ, có những vật thờ khác nhau, nhưng nhất thiết trên bàn thờ phải đảm bảo 5 yếu tố: kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Kim là giá nến, mộc là bàn thờ, ngai hoặc là giá nến, bài vị, thủy là bình chai nước, chén nước thờ, hỏa chính là ngọn đèn dầu hoặc nến thờ trên bàn thờ và cũng là hương khi thắp, thổ là bát hương làm từ đất sét nung lên, tức bát hương bát tràng. Bàn thờ gia tiên hay bất kỳ bàn thờ nào cũng vậy, tùy những điều kiện và thời kỳ khác nhau thì giá trị vật chất của những vật thờ khác nhau, nhưng một bàn thờ đúng luôn phải tuân thủ những quy định trên. Ngoài ra, bạn cần lưu ý là toàn bộ đồ vật bàn thờ phải mua mới và được bao sái cẩn thận. Nếu không biết cách bao sái thì phải hỏi ý kiến của chuyên gia. Ngoài những đồ vật cơ bản cần phải có trên bàn thờ gia tiên, thì bạn cũng cần phải tuyệt đối lưu ý về những vật cấm kỵ không nên đặt trên bàn thờ, kẻo gây ra tai họa. 4. Đồ vật không được đặt trên bàn thờ gia tiên. 1. Hoa giả. Dẫu biết rằng trưng hoa giả vừa tiết kiệm chi phí và hoa giả luôn tươi tắn và không phải mất công thay nước, thế nhưng các chuyên gia phong thủy luôn khuyên bạn phải trưng hoa tươi, dù có đắt hơn hoa giả đôi chút, nhưng hoa thật thể hiện được sự chân thành của bạn. Ngoài ra, khi hoa đã héo, bạn nên bỏ ngay, bởi nếu để hoa giả, hoa khô trước bàn thờ sẽ khiến cho gia chủ gặp nhiều xui xẻo, gia đình hay gây gổ, cãi cọ nhau. 2. Trái cây giả. Cũng giống như hoa trái cây, bạn cũng nên chọn những trái cây tươi ngon để cho ông bà tổ tiên và thần Phật có thể ăn hương, ăn hoa, hưởng lộc con cháu gửi về. Nếu bạn gửi lộc giả thì người đã khuất sẽ không nhận được. 3. Cành vàng lá ngọc. Đồ lễ ở chùa chiền. Ông Nguyễn Quang, chuyên gia tử vi Lý Số Việt cũng cho rằng bàn thờ là nơi tâm linh thanh tịnh, nên những cành vàng lá ngọc không nên đặt lên. Những thứ cảnh bằng lá ngọc có nhiều điều khó nói, như bày bán ở chỗ có sạch hay không, cất giữ thế nào, có bị ô uế hay không. Không nên đi bất cứ nơi nào như là đến chùa chiền, đền phủ thì cũng xin lộc về, đặt lên bàn thờ. Và đặc biệt, cũng không nên tùy tiện đặt các thứ đó lên bàn thờ, muốn trưng thì cần biết rõ gốc tích của nó, ông Quang nói. 4. Không dùng cát để bỏ vào trong bát hương. Tuyệt đối không dùng cát để thay cho ở trong bát hương, bởi việc này sẽ khiến cho gia đình lục đục, gặp những điều không may mắn. Bát hương phải được bốc bằng tro sạch, đặc biệt là nên được đốt từ rơm nếp hoặc là rơm tẻ sạch sẽ và sàng lọc kỹ càng, bỏ đi những tạp chất. Quý vị thân mến, dù cuộc sống hiện đại khiến cho quỹ thời gian của chúng ta trở nên ít ỏi và ai cũng trở thành những con người bận rộn hơn, nhưng việc dành một chút thời gian để cho dọn dẹp và sắp xếp lại gian thờ cúng tổ tiên là một việc cần thiết và quan trọng, giúp cho ta lấy lại được nguồn năng lượng tuyệt vời cho toàn bộ ngôi nhà, đồng thời công danh sự nghiệp cũng hanh thông, thuận lợi hơn bao giờ hết. Thưa quý vị, đến đây thì thời lượng của chương trình đã hết rồi. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Đừng quên bấm thích và đăng ký kênh YouTube của Phong thủy Gia Cát để luôn ủng hộ cho chúng tôi. Còn bây giờ thì Diễm Quỳnh xin mến chào và hẹn gặp lại.